và trao đổi về cái nội dung của cuốn sách, những kỹ năng mềm thiết yếu cho học sinh. Thực ra thì bản thân tôi, những cái ý kiến trao đổi của đồng chí thì tôi hoàn toàn nhất trí, và đó cũng là những cái chia sẻ của bản thân tôi. Thì trước hết tôi xin trao đổi một số vấn đề với cá nhân mình. Thì cái cuộc hội thảo hôm nay cũng như là cái hội thảo tổ chức cho học sinh ấy, thì tôi thấy là bổ ích, và qua hoạt động đấy thì học sinh trường tôi và ngay cả giáo viên cũng có cơ hội để học hỏi và giao lưu. Và đó là hoạt động cũng là một hoạt động thiết thực, chính là trang bị những cái kỹ năng sống. Còn riêng bản thân tôi qua cái thời gian rất là ngắn được nghiên cứu cuốn sách những kỹ năng mềm thiết yếu, thì khối lớp 8 thì tôi nhận thấy vấn đề như này. Thứ nhất là nội dung của cuốn sách là bám theo chương trình giáo dục công dân, bởi vì là kỹ năng sống ở đây trước kia chúng ta vẫn quan niệm là nó liên quan mật thiết nhất đối với môn giáo dục công dân, là giáo dục học sinh có những cái chuẩn mực đạo đức và hành vi đúng. Thì về cơ bản những cái nội dung trong cái cuốn sách, những kỹ năng mềm thiết yếu của dành cho học sinh lớp 8 thì bám theo chương trình công dân này, và những cái chuẩn mực giá trị đều dựa theo cái nội dung như vậy. Còn vấn đề băn khoăn của tôi thì là về dạy kỹ năng sống cho học sinh. Bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy ngữ văn. Thì riêng với môn dạy của tôi là môn dạy văn, thì từ trước nay theo chương trình đổi mới và mấy năm gần đây là chúng tôi vẫn đưa cái nội dung giáo dục kỹ năng sống vào trong môn học, và nó là một cái mục trong cái phần mục tiêu dạy. Và trong cái mỗi bài học thì chúng tôi cũng đã chú trọng trên là ở bài học hôm đấy thì các em định hướng các em rèn những kỹ năng sống gì, và đấy cũng là cái mục tiêu của môn học chúng tôi. Còn bây giờ cái kỹ năng sống biên soạn một cái cuốn sách riêng này, và nó gắn với môn giáo dục công dân cũng như các môn học khác, thì bản thân chúng tôi là giáo viên chủ nhiệm thì đấy là vấn đề rất là quan trọng và cần thiết để làm sao định hướng các em có thể rèn được những kỹ năng và thích ứng, không chỉ biết học kiến thức mà còn biết vận dụng những cái kỹ năng và có thể có cuộc sống tốt để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhưng mà chúng ta thường hay nói là học để làm người chứ không phải chỉ học kiến thức đầu tiên. Thì cái băn khoăn của tôi là về cái phương pháp dạy, thì cái vấn đề này thì các đồng chí ở trong khối lớp 6 và khối lớp 7 đã trao đổi với các đồng chí rồi, thì tôi cũng có những băn khoăn tương tự như vậy, tôi cũng trao đổi lại nữa. Và tôi chỉ muốn là bản thân tôi trao đổi là muốn dạy tốt kỹ năng sống. Thì như các đồng chí cũng nói là giáo viên phải có kỹ năng sống, thực ra để bảo là giáo viên kỹ năng sống tốt thì cũng khó, bởi vì cái quá trình này là quá trình học, và không chỉ học trước, học bây giờ và học suốt đời. Và kỹ năng sống của bản thân giáo viên cũng thế, và các đồng chí cũng vậy, tức là hoàn thiện dần dần, và không ai nói là tôi có kỹ năng sống tốt nhất được. Cho nên cái quá trình này là quá trình tự học hỏi, và qua các hoạt động tổ chức cho học sinh thì chính giáo viên chúng tôi cũng học hỏi với em các hoạt động để có thể từ đó rút ra cho bài học cho mình cũng như là bài học cho học sinh. Và thứ hai là cũng phối hợp tốt với giáo viên bộ môn và các hoạt động của đoàn đội, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, và tổ chức các cuộc thi, các cuộc giao lưu, thì để qua đó thì học sinh có thể hình thành những kỹ năng sống theo từng mức phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Và thứ ba là phối hợp tốt với gia đình. Thì gia đình như các đồng chí biết rồi, gia đình là cái nôi, vì vậy mà gia đình cũng phải nắm được phương pháp và biết được những cái chuẩn mực để có thể định hướng nêu gương cho con em mình. Về cơ bản